Xin chào các bạn Thứ bảy tuần vừa qua Tức là ngày 27 tháng 7 2024 Mình gặp một cái sự cố khá độc lạ Với cái điện thoại mà mình đang làm video Chia sẻ cho các bạn về cái sự cố đó Mình chia sẻ ở đây Để các bạn lỡ có gặp trường hợp giống như mình Thì có thể tự giải quyết Hoặc là nhờ người sáng mắt trợ giúp Tình huống đó như thế nào Lỗi ra làm sao thì mình chia sẻ ngay sau đây. Nhưng mà trước khi chia sẻ, mình muốn nhắn nhủ với các bạn là hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để cùng tìm hiểu các thủ thuật công nghệ dành cho người khiếm thị. Bây giờ thì mình bắt đầu nội dung chính. Điện thoại mình đang sử dụng để làm video cũng như là bị lỗi hôm thứ bảy vừa rồi là điện thoại Samsung Galaxy A50s đang dùng hệ điều hành Android 11. Nghe mới quá trời luôn các bạn ha thì tình huống mình gặp lỗi là hôm đó mình sử dụng đến cạn kiệt pin có nghĩa là nguồn pin nó chỉ còn tầm 5-6% phần trăm gì đó thậm chí là thấp hơn thì mình cắm sạc và sau đó mình đi làm việc khác mấy tiếng đồng hồ sau mình mới xong việc và mình gần như không nhớ là mình đã cắm sạc rồi tới khi nhớ ra mình tới rút sạc thì máy không đọc gì hết mình thử kiểm tra dùng thao tác vuốt hai ngón qua lại rồi vuốt ba ngón hay là dùng thao tác chạm ba ngón lên màn hình để bật trình đơn ngữ cảnh của thoát bát thì mọi thứ vẫn hoạt động bình thường nhưng mà mình tắt thoát bát mở lại thậm chí là khởi động lại máy rồi tắt thoát xong rồi khởi động lại máy rồi mới mở lại này nọ đó là tất cả những gì mình biết và mình đã làm mà không thành công cuối cùng á thì mình đã làm theo một cái cách mà một tí nữa mình có thể minh họa sơ sơ với các bạn và cách này để mà làm được thì bạn phải có người sáng trợ giúp hoặc là bạn phải nhìn được chút chút mình vào trình đơn ngữ cảnh của Talkback á thì máy này đang sử dụng Samsung Talkback cho nên là thao tác ở đây mình sẽ rất dễ dàng để thực hiện là đặt ba ngón tay lên màn hình để mở trình đơn ngữ cảnh của Talkback trình đơn Tất nhiên là hôm mà câu chuyện đó xảy ra thì thoát bách không đọc gì hết. Cho nên là nếu bạn rơi vào cái tình huống giống y hệt như vậy thì phải nhờ một người sáng mắt trợ giúp. Tức là bạn vẫn có thể chạm ba ngón tay lên màn hình để mở trình đơn thoát bách. Nhưng mà những công việc sau đây thì cần có một người sáng giúp đỡ hoặc là bạn tự nhìn. Nếu như bạn là người mắt kém, người nhìn kém, mình sẽ chạm tay vào chỗ cài đặt chuyển văn bản sang giọng nói. Cài đặt chuyển văn bản sang lời nói. À xin lỗi, cài đặt chuyển văn bản sang lời nói. Văn bản sang giọng nói. Cái này tùy mỗi máy người ta dịch khác nhau cho nên mình không thể nào nhớ chính xác được từng lời từng chữ. Các bạn thông cảm ha. Sau khi vào được một chuyển văn bản sang lời nói rồi thì chúng ta sẽ vào công cụ yêu thích và tổng hợp giọng nói của Google. Công cụ yêu thích. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta đổi sang một bộ đọc khác ví dụ như máy Samsung thì nó sẽ có công cụ nhận dạng giọng nói của Samsung gì đó. Chưa chọn nút radio, đã chọn nút radio và tổng hợp giọng Chưa chọn nút radio công cụ văn bản sang giọng nói Samsung. Đó công cụ văn bản sang giọng nói Samsung. Mình có thể chọn thử cái này coi nó đọc hay không. Trên máy mình hôm đó thì bộ đọc Samsung không hoạt động luôn, cũng không biết vì sao nhưng mà do là bình thường mình cũng không dùng nên là kệ đó và hôm đó may mắn là mình có cài cái bộ đọc RH Voice thì bộ đọc này hoạt động được cho nên là mình đổi qua bộ đọc này. Cái đoạn này thì mình nghĩ chắc các bạn biết làm rồi, tức là vuốt trái phải rồi tìm bộ đọc đó và gõ hai lần vô để bật lên thôi. Cho nên mình không minh họa, mình không minh họa là để các bạn nghe bằng giọng Google này cho nó dễ thôi. Nó phổ biến hơn thôi chứ còn cách làm thì bộ đọc nào cũng làm theo cách này được. Và bạn lưu ý thêm một điều nữa là nếu như mấy bạn chỉ có cài một bộ đọc Google thôi á Thì bỏ qua bước này nha Tức là nếu như mà mấy bạn chỉ có cài bộ đọc Google thôi á Thì mình tắt thoát bắt luôn Mình nhờ người sáng làm theo những bước sau đây cho nó khỏe Còn cái bước vừa rồi á là mình Ví dụ như là trong trường hợp bạn có người sáng bên cạnh Nhưng mà người này họ không có rành lắm về công nghệ ai rồi cũng sẽ gặp một cái người mà khi đưa điện thoại cho người ta nhờ nhìn xem trên màn hình có cái gì thì họ nói một hồi mình không biết nó có cái gì hết và nếu chẳng may kiếp nạn này xảy ra ngay lúc bạn chỉ có người đó bên cạnh thì sẽ làm theo cách hồi nãy có nghĩa là đổi qua một bộ đọc khác để nghe và làm theo những bước sau đây còn nếu như mà bạn có một người hỗ trợ họ tương đối rành về công nghệ và có thể làm theo hướng dẫn của bạn thì hoặc là bạn đưa video này cho họ xem hoặc là bạn nói lại các bước sau đây cho họ làm ha các bước sau đây xem như bạn đã đổi được bộ đọc khác và có thể nghe để làm theo được hoặc là đã nhờ được một người sáng mắt trợ giúp hoặc là bạn tự nhìn để làm chúng ta sẽ vào đặt. Cài, đặt. cài đặt tiếp tục vào ứng dụng nói chung là đi vô cái chỗ mà để gỡ ứng dụng á các bạn ứng dụng ứng dụng mặc định cài đặt ứng dụng rồi vô chỗ ứng dụng ha sau đó mình đi tìm cái ứng dụng tên là dịch vụ lời nói của Google. Nhận dạng và tổng hợp giọng nói của Google. Xin lỗi các bạn, sau một hồi tìm kiếm thì mình mới phát hiện ra bộ đọc Google ở hiện tại nó đặt tên là nhận dạng và tổng hợp giọng nói của Google. Đây nè. Nhận dạng và tổng hợp giọng nói của Google. Chứ không phải là dịch vụ lời nói giống như là một cái thời điểm nào đó mình từng làm video thì cái này như hồi nãy mình đã nói đó người ta dịch rồi người ta đổi tên rồi đủ thứ chuyện hết cho nên là mình không để ý đâm ra là không biết thì các bạn tìm được cái công cụ đó rồi á chúng ta sẽ bấm vô cái công cụ đó luôn cái ứng dụng nhận dạng và tổng hợp giọng nói của Google công ty ứng dụng sau đó chúng ta đi tìm một lưu trữ đã dùng 174 MB trên tổng số bộ nhớ trong lưu trữ và ở đây mình thấy nó báo dung lượng là đã dùng 170 mấy megabyte gì đó hôm trước mình giải quyết cái vấn đề của cái điện thoại và nó đã giải phóng đi một cái khoản khá lớn mình không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng mà các bạn cứ vào lưu trữ lưu trữ và thật ra thì tình cờ thấy nói vậy thôi chứ còn cái con số ở đây bạn không cần quan tâm đâu cứ vô đây là được ha rồi sau đó bạn sẽ làm cái thao tác là xóa dữ liệu Đúng. xóa dữ liệu bạn xóa sạch những cái gì mà liên quan tới ứng dụng này bây giờ mình xóa luôn cho các bạn xem nè tất cả dữ liệu của ứng dụng này sẽ bị xóa vĩnh viễn bao gồm mọi file cài đặt tài khoản cơ sở dữ liệu đó cái thông báo này cho biết là tất cả mọi thiết lập ở đây là bạn sẽ phải thiết lập lại từ đầu thì cứ kệ nó cứ xóa đi ok nút bây giờ thì xóa xong rồi đó mình có thể thoát ra ngoài thoát mắt không đọc luôn các bạn nhưng mà trong cái trường hợp bây giờ mình sẽ tự lúc đầu thì nó không đọc nhưng mà các bạn chờ một chút xong rồi thao tác trên màn hình thì nó sẽ đọc và nó đọc hơi nhỏ các bạn YouTube, cửa hy vọng là các bạn nghe được cái giọng của thoát bác đọc trên máy mình ha chứ còn mình ngồi ở đây làm video thì nghe đọc rất là nhỏ SM Music Leader, rồi trong trường hợp bạn nhờ người sáng mắt làm á thì sau khi mà xóa hết dữ liệu là bạn đã có thể bật lại cái trình đọc màn hình thoát mắt bật bằng cách nào thì cái đó tùy mỗi máy giống như máy này thì có phím tắt và mình chỉ bấm cho nó tắt rồi bấm cho nó bật vậy thôi đến đây thì chúng ta sẽ làm giống như hồi xưa mình có chia sẻ cách lấy lại giọng đọc sau khi cập nhật bộ đọc google á. bạn nào chưa xem thì có thể tìm lại trong kênh ha bây giờ mình sẽ làm lại những bước đó đầu tiên là mở trình đơn ngữ cảnh của thoát bát trong trình đơn mình cũng sẽ chọn lại cái gì mà cài đặt chuyển văn bản sang lời nói gì đó. Cài đặt chuyển văn bản sang lời nói. Đó, cài đặt chuyển văn bản sang lời nói. Hy vọng các bạn nghe được ha. Văn bản sang giọng nói. Rồi. Trong cái hộp ừ. thoại mở ra, chúng ta sẽ bấm vào cái nút cài đặt ở bên cạnh cái chỗ công cụ yêu thích. Công cụ yêu thích, nhận dạng và tổng hợp giọng nói của Google. Mình chạm tay vào chỗ công cụ yêu thích rồi vuốt qua phải là gặp liền nút cài đặt bấm vô tùy chọn văn bản sang lời nói chỉ sử dụng wi-fi. cài đặt dữ liệu giọng nói sau đó mình sẽ tìm đến cái mục đầu tiên luôn là cài đặt dữ liệu giọng nói cài đặt dữ liệu giọng nói bấm vô mục này dữ liệu giọng nói của dịch vụ văn bản sang lời nói rồi vuốt hai ngón từ dưới lên nói chung là cuộn màn hình lên đó tìm tiếng việt Tiếng Mêu Vương quốc Anh Tiếng Việt Việt Nam Bấm vào chỗ tiếng Việt này Giọng nói tiếng Việt Việt Nam Nếu như ở đây mà Có yêu cầu tải về gói giọng đọc á Thì mình tải còn không thì thôi Cứ vuốt qua tìm Giọng nói tiếng Việt Việt Nam Dung lượng tương đương 8,8 MB Do gói giọng nói nút Giọng nói y rồi sau đó mình sẽ chọn lại giọng nói y Tức là giọng nói số 1 Giọng mà hồi đầu video các bạn nghe đó Giọng nói y hoặc là các bạn chọn lại cái giọng nào mà nó theo sở thích của các bạn á tùy nhưng mà tại vì mình thấy cái giọng này nó dễ nghe và nếu như mà làm để minh họa cho các bạn á thì giọng này có vẻ là nó dễ đến được với các bạn nhất và đến lúc này thì các bạn chịu khó thiết lập lại những cái gì mà các bạn đã làm cho cái bộ đọc tiếng việt của google trước khi mà giải quyết được bằng thủ thuật này thì mình đã thử xóa ứng dụng rồi cài lại nhưng mà không có tác dụng và lỗi này là lỗi của bộ đọc Google mình không biết tại sao nó bị nhưng mà lỗi là lỗi của bộ đọc chứ không phải lỗi của trình đọc màn hình lúc đó mình có thử dùng cái tính năng chọn để nói của TalkBack đó nó cũng không hoạt động, nó hiện ra một cái bảng báo lỗi gì đó mình không đọc được thì sau khi mà gỡ cái ứng dụng rồi cài lại thì cũng không có tác dụng đâm ra là mình nghĩ tới là xóa dữ liệu và sau khi xóa dữ liệu xong, ứng dụng hoạt động lại bình thường á, thì mình mới nhớ ra là cái việc gỡ ứng dụng á, nó không có xóa đi dữ liệu mình chia sẻ video này bởi vì ngay trước đó một hai ngày thôi, có một người bạn nhắn tin cho mình nói là hay bị tình trạng trình đọc màn hình không phản hồi và mình không cầm máy của họ xem được nên là không biết nguyên nhân. Với cái thủ thuật này, hy vọng là người bạn đó sẽ giải quyết được vấn đề của họ mà không cần phải mất thời gian, công sức tiền của để mang điện thoại ra tiệm, cũng không cần phải khôi phục cài đặt gốc cả cái điện thoại. Tóm lại thì mình chia sẻ để nếu như bạn nào có rơi vào tình huống này thì có thể tự xử lý hoặc là nhờ người thân bạn bè giúp xử lý việc này mà không cần phải khôi phục cài đặt gốc khá là phiền phức và mất thời gian. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, xin tặng mình một lượt thích và chia sẻ cho nhiều người cùng tham khảo. Nhớ bấm đăng ký kênh và bật thông báo để cùng tìm hiểu các thủ thuật công nghệ dành cho người khiếm thị. Video được đăng vào 20 giờ thứ tư hàng tuần. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.